vừa khởi động mùa góp gạch, độ Missy đã có phú hào ủng hộ cả trăm triệu đồng. Những màn gửi gạo xương xương của độ tộc đang bắt đầu xuất hiện nhộn nhịp. Vậy là một mùa góp gạch nữa lại tới với anh em độ tộc trong niềm vui hân hoan và hào hứng. Năm nay, dù không đặt KPI nhưng khả năng cao độ Missy sẽ tiếp tục kêu gọi được thêm nhiều tấm lòng cao cả. Minh chứng rõ nhất có thể thấy như vừa qua, đã có vô vàn phú hào xuất hiện dù mới chỉ khởi động tháng 12 được ít lâu. Tất cả đều đặt chọn niềm tin gửi gắm tình cảm của mình vào nam streamer hoàn toàn chủ động và tự nguyện. Đầu năm nay, 2023, Độ Mixi đã tiết lộ số T yên nhận được trong tháng 12 năm ngoái, 2022, lên tới 2 tỷ đồng con số khổng lồ khiến mạng xã hội bất ngờ và vô cùng ngưỡng mộ. Với những ai chưa biết, tộc trưởng đã từng tuyên bố sẽ dành toàn bộ T yên DONATE trong tháng 12 cuối năm để làm từ thiện. Chính vì vậy, hoạt động này đã trở thành một phần không thể thiếu của các anh em độ tộc. Tương tự những lần kêu gọi trước đó, chỉ mới vài ngày mà kênh chat của nam streamer đã trở nên năng suất hơn hẳn. Điển hình như tối qua, 04 trên 12, một cao nhân giấu tên đã trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng ngay khi độ Misi vừa livestream được 10 phút. Hành động chớp nhoáng này thậm chí còn khiến nam streamer suýt nữa bỏ lỡ, phải để kênh chat nhắc nhở mới nhận ra sau đó. Nhiều khán giả đùa rằng, vị đại gia này quá tốc độ, chưa kịp để anh em có đất diễn đã ra tay vượt KPI mất rồi. Ngay sau đó, Hàng loạt các ông lớn cũng bắt đầu vào cuộc, liên tục khiến độ missy phải cảm ơn không ngớt trong buổi livestream của mình. Gia đình bé gạo không ngần ngại góp gạch cho độ missy trong mùa kêu gọi ý nghĩa.